Thì đây, tôi sẽ nói luôn về cái phần máy tiện trước. Tôi đây. Thì ở trong cái này thì chúng ta nó có như một cái bản vuốt luôn, và nó cũng như một người lập trình, một người công nhân thường thường tiếp xúc với các cái lệnh và code này thì cũng có thể hiểu được nhé. Cái program start end. Cái này là cái bắt đầu chương trình. Câu lệnh bắt đầu chương trình. Thì ở cái câu lệnh bắt đầu chương trình này thì nó viết những cái gì? Program number. Đây chính là cái số chương trình. Thì nó đang giới hạn ở cái chỗ là 1000 đến 6 6000, thì khi chúng ta viết số 1000 ở đây hoặc là 1000 ở đây này thì nó, và cái diction này là cái chúng ta có thể viết cái câu chú thích. Ví dụ như chúng ta chú thích là bài giảng 1. Tiếp đến là cái maximum speed. Đây là cái tốc độ mà giới hạn trục chính. Khi bạn mà có cái câu lệnh này rồi thì trong quá trình lập trình mà bạn chỉ có dù sai sót, bạn có thêm một số không ở đằng sau cái tốc độ speed, speed speed ấy, thì chắc chắn nếu mà tốc độ ví dụ bạn giới hạn là 5000 mà cái tốc độ đấy bạn thêm một số nữa là 5, đang để 2000 mà bạn thêm nhầm một số không là 20 20000 thì nó chắc chắn cũng không thể chạy được đến 20000, bởi vì chúng ta đã có giới hạn ban đầu ở đây là 5000 rồi. Thì cái này chính là cái câu lệnh mà giới hạn được cái gà code mà giới hạn được cái tốc độ trục chính ấy. Bạn chú ý quan sát, mình giả dụ mình để 5000. Bây giờ ấn ok nhé. Thì đây, tên chương trình của nó chính là O1000 và cái chú thích của nó đây là bài giảng 1. Bắt đầu chương trình nó để chế độ là GA21 và GA40. GA21 chính là hệ đơn vị là mm, GA40 của nó chính là hệ đơn vị của nó là, không phải, hệ GA40 của nó là chứng tỏ chính là hủy, hủy bù ra. Thì đến GA54 là gốc tọa độ rồi, xét gốc tọa độ GA54 rồi. GA, cái câu lệnh mà GA code mà giới hạn trục chính đó chính là GA50 S500. Thì cái GA50 này là chính là cái câu lệnh giới hạn trục chính, còn MA05 đó chính là dừng trục chính, MA30 là kết thúc chương trình. Program end. Kết thúc chương trình là nó sẽ thêm dấu phần trăm nữa này. Thì đây đây chính là cái phần mở đầu của mọi chương trình program. Tiếp đến nữa là cái tool chain width constant surface width. Đây là cái chế độ mà và giới hạn cái tốc độ gia công bề mặt. Thì hai cái này thì các bạn chưa cần xem vội. Program comment thì đây bạn có thể comment cái gì đó ở đây thì nó sẽ hiển thị lên đây đấy. Mà 30 thì muốn comment ở vị trí nào thì nó sẽ có cái dấu ngoặc này, và đây thì những cái chương trình mà lớn ấy thì đều có những cái comment này để có thể hiểu rõ được các cái chương trình mình đang viết ở đâu. Tiếp đến ấy là cái GA00 Rapid Move, đó chính là cái đường chạy giao nhanh, chạy giao không cắt gọt, chạy giao với cái tốc độ chạy giao lớn nhất mà máy xếp. GA01 là chạy giao theo đường thẳng, linear move. GA02 là theo đường cong nhưng mà theo chiều kim đồng hồ như này. Và GA03 thì lại ngược lại, GA02 là theo ngược chiều kim đồng hồ. GA04 là view, là cái thời gian mà nó dừng lại ở cái vị trí nào đó. Ví dụ như GA04 thì cái chức năng này nó sẽ là GA04 x bao nhiêu, và x đây chính là thời gian nó tính theo mili giây hoặc là giây, thì tùy thuộc vào các cái hệ máy mà nó set parameter. Đấy, ví dụ G04 đây x 1000. Data setting, tôi sẽ giới thiệu những cái lệnh cần thiết nhất để bạn có thể lập trình gia công. G18 nó chính là cái mặt phẳng XZ, mặt phẳng gia công. Trên máy tiện thì mặt phẳng gia công luôn luôn là mặt phẳng XZ. Thì đến tiếp theo nữa là G20 là in data input. Thì cái đây có nghĩa là cái các cái dữ liệu của nó đều sử dụng cái hệ in, và hệ G21 là input metric, là hệ nhập vào là metric là mm. 27 read student void return check position, có nghĩa là cái điểm kiểm tra cái điểm vị trí gốc máy. 28 là return về cái vị trí gốc máy. 29 return. 30 là gốc máy thứ hai, thứ ba, thứ tư, và 31 là skip cutting, có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua cái câu lệnh đó. Và 32 là cutting, cắt gen, và 34 cắt gen này, và 36 các bạn chưa cần biết. Và 40 đấy như mình nói đấy, tool not compression can, có nghĩa là nó sẽ hủy cái lệnh bù ra. Và 41 là bù ra trái, và 42 là bù ra bảo phải. Và 50 là max spindle speed, đấy chính là giới hạn tốc độ trục chính này. Và 52 gốc tọa độ hệ thống, gốc tọa độ máy. Các chương trình dưới này là cái, ví dụ như G6 869 là đối xứng này thì các bạn không cần quan tâm này. G67 này, G65 này là gọi chương trình macro, và gọi 68 là gọi chương trình.
mà các dưới là 71, 72, 73, 74 là các cái chương trình khác, là những cái chu trình tiện và khoan lỗ. Thì tiếp theo nữa là các bạn chú tâm đến gà 80, là cái gà các bạn cần quan tâm này. Gà 80 của các bạn là gà hủy cái chu trình gia công lỗ, các chu trình gia công lỗ. Tiếp đến là gà 91, gà 92, gà 90, 91, 90. VG thì các bạn chỉ cần biết từng đấy là các bạn có thể thêm một cái chỗ là gà 98. Flipper. Đây là cái tốc độ mà nó được tính theo cái vòng trên phút, và cái tốc độ gà 99 là Flipper Revolution này, là cái tốc độ là mm trên vòng. Thì đến cái gà code, ví dụ như là mình chỉ cần hiểu được từng đấy là mình có thể bị lập trình viết được trên này rồi. Còn cái các cái mã lệnh của VN thì nó có, chúng ta quan tâm là M0 này, program stop, M01 là stop option, có nghĩa là dừng chương trình nhưng mà có sự lựa chọn. M02 là program end, kết thúc chương trình. Thì sau có mỗi chương trình ấy, nếu mà chúng ta mà chưa muốn tắt máy mà vẫn để muốn để máy chế độ đấy thì chúng ta để chế độ M02 nhé. Thì khi đó thì nó chỉ dừng chương trình thôi, nó sẽ không hoạt động gì cả, nhưng mà khi mà có chúng ta đẩy thêm một chương trình nữa liên tục thì nó sẽ chạy theo cái chương trình mới. Thì chúng ta những cái bài đấy người ta sử dụng M02. M03 là tốc độ trục chính quay theo cùng chiều kim đồng hồ, M04 là trục chính theo cùng chiều kim đồng hồ. Các bạn nên nhớ rằng ấy, đây là cái chiều quay của cái trục chính nhé, còn cái G03, G02, G03 đấy là cái chiều mà gia công nhé, là cái trục chính nó di chuyển như nào nhé, di chuyển theo cái hình cung cùng chiều kim đồng hồ với chiều kim đồng hồ nhé. Còn cái này là chỉ là chiều quay của cái trục chính, là đứng ở vị là cái chiều quay của cái trục chính là nó quay theo chiều nào, khác hoàn toàn so với cái chiều hướng đi của nó là hướng đi theo chiều nào nhé. M05 là dừng spindle speed, là stop là dừng trục chính. M08 là bắt đầu bật chế độ làm mát, cool and on. M09 là tắt chế độ làm mát. M30 là dừng chương trình. Và chú ý cái tiếp theo nữa là M98 và M99, trong khi đó M98 là sub program khang thôi, thì nó sẽ gọi chương trình con, và cái M99 là cái lệnh hủy kết thúc chương trình con. Về cơ bản để mà lập trình thì trên cái SimSolve này các bạn phải hiểu được các cái gà code như thế, thì sau này mình hy vọng chỉnh sửa được. Về cơ bản ban đầu phải hiểu được tất cả những cái gà code đơn giản nhất. Thì để mà học cái này thì cũng rất đơn giản thôi, tại vì nó đều có cái chú thích ở đằng sau này rồi, các bạn sẽ cố gắng chú ý quan sát. Thì về cái phần mà giới thiệu về các cái điều kiện cần để học được cái SimSolve này là phải hiểu được các cái gà code nó viết như nào thì mình đã nói cho các bạn rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói luôn về cái phần của cái phần của chương trình này. Thì tôi có thể là nhận các cái file gà code của các cái phần mềm khác như Mastercam hoặc là Inventor, có thể là NX nhá, thì tôi sẽ lấy cái gà code của nó xuất ra đưa vào SimSolve thì xem nó có thể mô phỏng không. Thì nếu mà nó mô phỏng hoàn toàn đúng thì đấy là cái chức năng mà tôi nói cho các bạn đầu tiên, là nó là nơi trung gian, trung chuyển giữa người lập trình với cả máy CNC. Còn bây giờ đến ở đây tiếp theo là chúng ta có thể đi thực hiện các cái thao tác về thiết kế design trên cái phần mềm SimSolve EDP6 này. Thì để mà thiết kế trên cái phần mềm SimSolve EDP6 này, tôi đã nói trước các bạn là phần mềm này về tính năng của nó thì nó cho phép ta có thể sử dụng các linh hoạt các cái chức năng của nó để có thể vẽ thiết kế hoàn toàn rất nhiều cái bản vẽ khác nhau để phù